Thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2023, nước ta thu về 83 triệu đô la Mỹ từ xuất khẩu hoa hồi, sản lượng đạt hơn 16.100 tấn, tăng 26% về lượng. Tại Việt Nam, Lạng Sơn được mệnh danh là thủ phủ của cây hồi, với diện tích trồng khoảng 40.000 ha, sản lượng hàng năm hơn 16.000 tấn và giá trị kinh tế trung bình hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn Quảng Ninh, Bắc Cạn, Cao Bằng cũng là những nơi cung cấp hoa hồi cho các nước. Hiện nay Ấn Độ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam. Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi nhẹ trong quý 1 năm nay theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP. Nguyên nhân là do kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa chắc chắn. Năm 2024, VASEP cho biết ngành thủy sản đặt mục tiêu thận trọng với tổng sản lượng thủy sản đạt 9,22 triệu tấn, tương đương thực hiện năm 2023. Kim ngạch đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ 3% so với năm 2023.